Bây giờ thì Quỳnh Anh sẽ được nhìn zip đầu tiên để mô tả cho đồng đội của mình. Mình ơi. Cá bơi. Cá bơi. Chính xác chưa ạ? Dạ, chính xác. Một điểm. Tiếp tục hình hình thứ hai, tỉnh thứ hai. Thời gian vẫn đang trôi qua 13 giây. Tiếp tục đi ạ, mình cứ bấm giờ liên tục đi ạ. Trái tim. Chính xác, 2 điểm. Người nhận chính xác quá tuyệt vời. 3 điểm dành cho đội Quỳnh Anh xin. Trái chuối. Trái chuối chính xác chưa ạ? 4 điểm. Hình số 5. Thời gian của bạn là 45 giây, vẫn còn rất nhiều thời gian. Ở bên dưới còn thời gian chụp hình với Thùy Tiên luôn. Cái gì mà bay bổng quá vậy mọi người? Chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Ra chưa ạ? Bà Lê ạ. Hình ngà gãy cánh không có bà Lê. Người ơi. Bóng nhòm. Bóng nhòm, bóng nhòm. Mắt kính, kính chất. Mắt kính. Kính gì ạ? Kính mắt. Mấy điểm cho đội Quỳnh Anh xin rồi các bạn ơi. Ở rất là thần thái. Thời gian còn lại của bạn là 5 giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian 2 phút dành cho đội của Quỳnh Anh xin. Và đáp án là chúng ta có bao nhiêu đáp án chính xác ạ? À? Bao nhiêu ạ? À? Ban tổ chức cho tên chúc kết quả nha. Và bây giờ cảm ơn Quỳnh Anh xin rất là nhiều. Xin được mời đội của Thúc Tiến. Anh Thúc Tiến lên sân khấu. Rồi, 4 thành viên của đội rồi ạ. Bây giờ Thùy Tiên sẽ được xem những zip của Rox. Không được dùng khẩu hình miệng, không được dùng lời nói, chỉ diễn tả bằng hành động. Rồi nhìn lại. Thời gian chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Bóng rổ. Chính xác, 1 điểm. Chuẩn mọi lúc đó chị không có nhìn vô. Ngôi nhà. Ngôi sao chính xác 2 điểm. Bánh donut. Bánh donut. Chó. Chó. 5 điểm rồi đúng không ạ? Thời gian còn lại của đội mình vẫn còn một nửa thời gian là 1 phút. Rồi. Con voi chính xác, 6 điểm. Quá tuyệt vời. 7 điểm là số điểm hiện tại của đội Thùy Tiên. Thời gian 1 phút 20 giây trôi qua. Xuất sắc. Quá giỏi. À hết luôn rồi hả? Trời ơi, thế là các bạn phải rất là hiểu Thùy Tiên. Thùy Tiên mô tả cái nào hết luôn. Đạt số điểm tối đa. Wow. Thời gian vẫn còn chừng 20 giây dành cho đội Thùy Tiên. Quá xuất sắc. Chúc mừng hai đội của mình đã hoàn thành phần chơi ngày hôm nay. Và như vậy là chúng ta đã tìm ra được đội chiến thắng, là đội của Thùy Tiên. Trong đội của Thùy Tiên sẽ nhận về voucher 1 triệu đồng đến từ Ross. Và các thành viên trong đội của Quỳnh Anh xin sẽ nhận về voucher 200.000 đồng đến từ Ross. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ thì xin mời các bạn mình sẽ di chuyển theo cánh tay trái tại khu vực sân khấu giúp anh chút để chúng ta nhận quà đến từ ban tổ chức nhà. Một lần nữa chúc mừng các bạn rất là nhiều. Và cảm ơn Thùy Tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh Xin đã cùng tham gia vào mini game này ạ. Dạ, chúng ta vẫn còn trò chơi tiếp theo dành cho các bạn ngày hôm nay. Trò chơi